nam thanh niên chít lóa thể trên tay có hình xăm cô gái. Nhiều người dân ở khu vực gần cầu Thuần Xuyên, tỉnh Hưng Yên hoảng hốt khi phát hiện ra thi thể một nam thanh niên có hình xăm ở dưới sông. Công an tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên được phát hiện vào ngày 22 tháng 5. Theo đó, người dân phát hiện ra thi thể nổi gần khu vực cầu Thuần Xuyên, nơi giáp ranh giữa huyện Mỹ Hào và huyện An Thi. Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh danh tính. Theo một số nhân chứng, thời điểm phát hiện thi thể người đàn ông xấu số trong tình trạng lõa thể đang phân hủy. Trên người có nhiều hình xăm, trong đó có một hình xăm lớn ở vai, một hình xăm cô gái gần cổ tay. Đặc biệt vùng bụng và cổ của nạn nhân bị rạch ra, bị cắt rời bộ phận sinh dục. Hình ảnh vụ việc được nhiều người dùng Facebook chia sẻ rộng rãi. Nhiều người nghi ngờ nạn nhân xấu số bị sát hại. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự BC45 tỉnh Hưng Yên đã cho biết, nhận được báo cáo về sự việc nêu trên xảy ra tại địa bàn huyện An Thi và cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ. Bắt nghi phạm giết người rồi rạch bụng, thả trôi sông. Nghi phạm liên quan đến vụ án mạng khiến người đàn ông tử vong với nhiều vết cắt trên cơ thể ở Hưng Yên đã bị cảnh sát đưa về trụ sở để lấy lời khai. Trao đổi với zin.vn, chiều ngày 23 tháng 5, một cán bộ điều tra công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này vừa bắt giữ nghi phạm liên quan đến cái chết của người đàn ông được phát hiện một ngày trước trên sông Bắc Hưng Hải. Theo nguồn tin này, 18:30, Đại tá Đào Trọng Bằng, trưởng phòng cảnh sát hình sự vẫn đang đấu tranh với nghi phạm. Người này tên là Phan Văn Tuấn, 33 tuổi, ở huyện Hưng Mỹ, Hưng Yên. Một ngày trước, người dân khu vực giáp ranh hai huyện Mỹ Hào và An Thi, Hưng Yên đã phát hiện ra thi thể người đàn ông nổi trên sông Bắc Hưng Hải. Khi đó, thi thể người đàn ông xấu số trong tình trạng lõa thể đang phân hủy nằm lẫn trong đám bèo tây. Cơ quan công an xác định trên người nạn nhân có nhiều hình xăm. Lúc này được tìm thấy nạn nhân bị rạch bụng, cắt bỏ bộ phận sinh dục.